toàn phần tuyến tụy. Các bạn đã học qua giải phẫu rồi thì sẽ không nhắc lại nữa. Đây là hình thể của tuyến tụy. Khi mà nhuộm bằng phương pháp HE, tuyến tụy vừa là tuyến nội tiết vừa là tuyến ngoại tiết, nhưng mà khác với lại tuyến gan là tuyến gan tất cả đều được đảm nhiệm bởi tế bào gan, một tế bào duy nhất, một loại duy nhất. Thì tuyến tụy nó sẽ nằm thành hai cái nhóm tế bào riêng biệt là các cái tế bào tụy ngoại tiết và tế bào tụy nội tiết nằm riêng. Tuyến tụy là tuyến ngoại tiết kiểu chủ nho, tức là rất là nhiều đan tuyến. Nó sẽ nối tiếp với lại một vài cái ống tuyến nhỏ, rồi sau đấy tập hợp thành các cái ống tuyến lớn và đưa ra ngoài tuyến. Thì nang tuyến tụy là các cái nang hình cầu đóng rất là hẹp và gồm hai loại tế bào. Thứ nhất là tế bào chế tiết và thứ hai là tế bào trung tâm nang tuyến. Các tế bào chế tiết có đặc điểm chung là các tế bào hình tháp, bào quang rất là phong phú và chủ yếu sẽ là loại tham gia vào quá trình protein. Ở cực ngọn tế bào, các bạn có thể quan sát thấy rất nhiều hạt chế tiết bắc màu đậm. Cực đậm sẽ nhiều bào quang và cực ngọn. Tối qua chúng hả? Tế bào trung tâm nang tuyến. Ừ. Thế thì đi ngủ, mọi khi đi ngủ chị Thương hay, chị Thương hay kiểm tra phòng mà. Bạn tắt mic đi. Tế bào trung tâm nang tuyến là các cái tế bào dẹp. Nó sẽ bám sát vào cái tế bào chế tiết nằm trên cực ngọn của tế bào chế tiết, giống như là cái phần che lấy các cái tế bào chế tiết ở trên cực ngọn, nối liền với nhau, cộng với lại nối liền với cái ống chế tiết đầu tiên, ống bài xuất đầu tiên. Thì cái tế bào trung tâm nang tuyến này, người ta một số sách người ta cũng coi nó là cái thành phần của phần bài xuất trong cái tuyến tụy ngoại tiết. Đây là hình ảnh các cái nang tuyến của tuyến tụy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó tương đối là giống với lại các cái nang tiết nước của tuyến nước bọt đấy. Cái lòng nang nó cũng rất là hẹp và bào tương mắt màu enzyme đậm. Cái tiêu bản này màu nó hơi tím thôi, chứ một số tiêu bản là cái màu enzyme nó rõ là màu hồng ấy, thì các bạn sẽ rất dễ nhầm với lại cái nang nước của tuyến nước bọt. Thế cho nên là các bạn phải nhìn vào cái ống bài xuất. Cái ống bài xuất của nước bọt thì ống nhỏ nhất nó là ống bô, thì là cái ống hình vuông đơn thấp, rồi sau đấy là ống có vạch và cái ống Fugger. Thì đây là cái ống mà dễ nhận biết nhất. Và cái ống Fugger này nó có đặc điểm là nó không có mô liên kết bao xung quanh dày, thì bạn hầu như là sẽ chỉ nhìn thấy cái phần biểu mô là một lớp mô liên kết rất mỏng ở bên ngoài mà thôi. Còn riêng đối với lại các cái ống bài xuất của nang, các nang tuyến tụy, thì trừ cái ống bài xuất trong tiểu thủy, thì cái ống bài xuất gian tiểu thủy nó sẽ có cái phần mô liên kết rất là dày, là cái phần trên tiêu bản này nó bắt màu đỏ đây nhá, mô liên kết. Và cái phần mô sơ mô liên kết này nó rất là dày, ống càng lớn thì mô này càng dày. Nó là cái đặc điểm lưu ý cho các bạn để các bạn phân biệt nếu như trong cái tiêu bản các bạn gặp không có phần tụy nội tiết, để cho các bạn phân biệt thì các bạn hãy căn cứ vào cái ống bài xuất. Đây cụ thể trong cái ống bài xuất ấy, thì các bạn sẽ cần phân biệt rõ nhất là ống bài xuất trong tiểu thủy, ống bài xuất gian tiểu thủy. Ống bài xuất trong tiểu thủy ấy, thì nó sẽ không có cái phần mô liên kết bao xung quanh và kích thước của nó sẽ chỉ lớn hơn cái nang chế tiết khoảng từ 3 đến 4 lần. Còn cái ống bài xuất gian tiểu thủy thì nó là ống lớn hơn,
và có vỏ sơ bao xung quanh. Thì đây là cái vỏ sơ bao xung quanh này. Ống mài xuất lớn và ống mài xuất cái của tuyến tụy thì nó rất là lớn và nó cũng không có nhiều cái hàng tế bào biểu mô lập thành ống, mà chủ yếu sẽ là cái lớp vỏ sơ rất là dày. Đây là cái lớp sơ bên ngoài nhé, giúp các bạn phân biệt được với lại cái ống mài xuất của tuyến nước bọt. Tiếp theo là tụy nội tiết. Thì tụy nội tiết còn có một cái tên gọi khác là các tiểu đảo Langerhans. Thì các cái đảo tế bào này sẽ nằm rải rác ở trong tụy ngoại tiết. Thì cái số lượng đảo này nó sẽ thay đổi tùy theo số tuổi. Ví dụ như là ở tuổi thanh niên, tuổi trẻ thì cái số lượng này nó còn nhiều. Nhưng đến tuổi trung niên, tuổi già thì số lượng tiểu đảo nó sẽ giảm đi. Và nó sẽ tương ứng với lại việc trên lâm sàng xuất hiện các cái loại bệnh lý mà liên quan đến tụy nội tiết. Ví dụ như là bệnh tiểu đường tuyếp 2 nhé, là bệnh mà rất là thường gặp ở trung tuổi trung niên. Chúng tôi cũng không yêu cầu các bạn phải nhớ những cái con số này. Tuy nhiên vị trí nó nằm ở đâu này, rồi là tính chất nó xuất hiện như thế nào này thì các bạn nên nhớ nhé. Các cái tiểu đảo là tụy này ấy, nó là cái tuyến nội tiết kiểu lưới, tức là thế nào, là các cái dây tế bào này, nó sẽ nằm xen kẽ với lại cái mao mạch máu. Đây là phần mao mạch máu này, các cái khe sáng này đều là mao mạch máu, để khi mà các tế bào trong tuyến nội tiết sản xuất ra các hormone thì nó sẽ được đẩy ngay vào cái mao mạch máu này và đưa đến toàn bộ các cái tế bào trong cơ thể. Thì tiểu đảo Langerhans này sẽ có 4 loại tế bào, đấy là A, B, D và PP. Cái tính chất chung của các cái tế bào này các bạn nhìn thấy đều là nó sẽ tạo nên một đảo tế bào có màu sắc sáng hơn rõ rệt so với lại phần tụy ngoại tiết. Đây là phần tụy ngoại tiết và đây là cái đảo Langerhans nhá. Ở đây cũng có một phần nhỏ của tiểu đảo Langerhans. Thì ở trên cái hình ảnh lớn như thế này thì các bạn có thể phân biệt được rất là rõ ràng, nhận diện được nó rất là rõ ràng. Ví dụ cái đảo tế bào màu sáng này chính là một cái tiểu đảo Langerhans. Đây cũng vậy, đây cũng vậy nhá. Còn toàn bộ các cái nang xung quanh đây, các cái nang bất màu em dinh động này là tụy ngoại tiết. Ở đây mình đã lập một cái bảng để cho các bạn phân biệt rõ hơn bốn cái loại tế bào này nhé, A, B, D và PP. Thì cái ba tế bào mà có kích thước lớn nhất nó là tế bào A. Tế bào này sản xuất glucagon tham gia vào quá trình làm tăng đường huyết. Còn tế bào B, đây là tế bào nhiều nhất và sản xuất ra sản phẩm là insulin, tham gia vào quá trình làm giảm đường huyết. Nó sẽ thúc đẩy đưa tế đường ở trong máu vào sử dụng ở trong các cái tế bào, từ đó làm giảm đường trong máu. Tế bào B sản xuất ra somatostatin. Thì somatostatin này các bạn thấy rằng nó sẽ có rất nhiều các cái vai trò. Và ở đây nó là có cái vai trò kìm hãm cái tế bào nội tiết, tức là kìm hãm tế bào A, tế bào B đấy. Còn tế bào PP thì có một số lượng rất là nhỏ thôi, và sản phẩm nó tạo ra là pancreatic polypeptide. Thì cái hormone này sẽ có tác dụng làm kìm hãm tụy ngoại tiết. Chúng ta có hai tế bào sản xuất trong tuyến tụy nội tiết, một loại tế bào sản xuất ở trong tuyến tụy ngoại tiết, một loại tế bào kìm hãm hoạt động nội tiết và một loại tế bào kìm hãm hoạt động của tế bào ngoại tiết. Thì đây là lưu ý cho các bạn những cái gì mà mình nhấn mạnh thì các bạn lưu ý vào đấy nhé. Rồi các bạn có muốn hỏi thêm gì không? Nếu có câu hỏi gì các bạn có thể nhắn trên e-learning hoặc là gửi thông tin qua lớp trưởng hoặc là liên hệ trực tiếp với cô qua cái số điện thoại là Zalo nhé. Và bài của chúng ta kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các bạn.